Chuyên trang du lịch The Travel mới đây đã giới thiệu đến du khách 10 điểm đến đẹp và hấp dẫn ở Đông Nam Á, trong đó có thành phố Hà Nội của Việt Nam. Tạp chí The Travel giới thiệu Hà Nội là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam. Du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn, cửa hàng, quán ăn trong các khu phố cổ. Văn Miếu cũng là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố. Ban đầu Văn Miếu được xây dựng như một trường đại học vào thế kỷ 11 lăng chủ tịch hồ chí minh cũng là một điểm đến nhất định phải ghé thăm khi đến hà nội